kiểu dáng độc lạ, màu sắc đa dạng, xe 50cc không cần bằng lái. Tất cả những ưu điểm này đã tạo nên một chiếc xe máy 50cc Coupe 89CX hoàn toàn nổi bật và đẳng cấp. Hệ thống đèn cũng là một điểm cải tiến của chiếc xe. Hệ thống đèn xe vẫn được thiết kế hình tròn truyền thống, nhưng hệ thống đèn đã được tích hợp công nghệ đèn LED hiện đại hơn, cho ra được ánh sáng với chất lượng cao hơn, nhưng vẫn rất tiết kiệm nhiên liệu, giúp cho bạn có thể di chuyển an toàn hơn trong điều kiện trời tối. Mặt đồng hồ xe được trang bị đồng hồ cơ truyền thống, nhưng vẫn cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người dùng như vận tốc, báo xăng, báo số, v.v. Cần số thiết kế vừa tầm với kích cỡ phù hợp với các bạn học sinh, có thể dễ dàng sử dụng và điều khiển. Việc vào số, trả số thì khá là dễ dàng. Người ngồi sau có chỗ để chân được thiết kế riêng khá là tiện lợi. Yên của xe được thiết kế tách làm hai phần riêng biệt cho người điều khiển và hành khách. Cả hai phần yên xe đều được thiết kế với tông màu chủ đạo đậm và nhạt để tạo điểm nhấn cho phần yên xe. Phuộc nhún của xe nối liền giữa bánh xe và đầu xe. Tác dụng của bộ phuộc nhún trước là giảm mọi tác động từ bánh xe lên tay lái, đảm bảo tay lái luôn vững vàng an toàn trên mọi nẻo đường. Còn hệ thống giảm xóc sau cũng được làm dạng ống lồng giảm chấn thủy lực, tác dụng chủ yếu là giúp xe chịu tải trọng lớn, thoải mái chạy hai người trên xe. Giá tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ trả góp. Hãy like và share để nhận ngay phần quà trị giá 500.000 đồng. Một điều mà mình rất thích ở chiếc xe Coupe 89CX này chính là khả năng tiêu tốn nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm, chỉ khoảng 1,4 lít xăng cho 100km, và nhờ buồng đốt của xe hoạt động hiệu quả, đốt nhiên liệu nhanh cho xe khỏe và tiết kiệm cực tốt. Xe được thiết kế với loại vành bánh xe là vành đúc, giúp gia cố thêm cho sự cứng cáp của bánh xe. Và hơi tiếc một chút là xe chỉ được trang bị hệ thống phanh tang chống, hay còn gọi là phanh cơ, ở cả bánh trước và bánh sau của xe. Như mình đã nhắc ở trên thì xe được trang bị khối động cơ khá là nhẹ nhàng với công suất chỉ là 50cc. Như vậy thì khối động cơ trên chắc chắn sẽ không thể bằng được những chiếc xe mạnh hơn. Nhưng chính vì vậy mà xe lại có thể phù hợp với hầu hết mọi người, đặc biệt là giới trẻ, vì những chiếc xe 50cc không yêu cầu bạn phải có bằng lái để có thể sở hữu và sử dụng xe. Và để các bạn có thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này và cũng như có những trải nghiệm thực tế nhất về chiếc xe, xin mời các bạn sẽ cùng đến với những showroom của xe bản Nam trên toàn quốc. Cùng với đó thì các bạn có thể gọi điện tới số hotline để được tư vấn thêm 0979662288 để được tư vấn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này của xe bảo Nam. Hãy nhanh chóng bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ngay bên dưới video này để bạn có thể nhận được video tiếp theo của xe bảo Nam sớm nhất. Hãy đăng ký ngay bây giờ. Đừng quên bấm vào nút có hình quả chuông để lần sau xe bảo Nam phát sóng là bạn sẽ nhận được video sớm hơn người khác. Xe bảo Nam xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website xebảonam.com hoặc gọi trực tiếp tới số hotline 0979662288. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!